Vâng đó các bác. Một con Nam Biển rất ghê gớm, mới về nhập đội. Thì cao độ 20 phân găng tay này, và trong cái chậu xi măng lục lăng này, nặng lắm, nặng vừa một mình cạp từ trên cái nóc bể xuống rất là nặng. Thì bây giờ thay sang cái chậu, không phải chậu mà là cái thùng xốp rách kia. Thứ nhất là để cho nó nhẹ, bê đi lại tiện. Thứ hai là cũng xem bể dễ nào thấy đất thì đất luôn. Đất này nó khá ẩm. Vậy sang thứ ba nữa là xem có chỉnh sửa được cái gì, chỉnh sửa hay không thì thôi. Đấy. Lắng. Đây có cái sẹo đây. Chút sẹo đấy. Sẹo này thì ý chắc cũng không đụng được đục chiếc gì nhiều. Có cái dễ này thì đục vát đâu gì một tí. Nó là một con hiền rất hay. Cốt chậu con Nam Biển khá là quý, lùn và bệt đế cốt chậu. Đấy. Thì còn là tay cành thì hai tay một ngọn, thì nó chỉ sớm muộn thôi, chứ còn cái cốt này thì không chê được, cốt này thì không chê được. Úi chà, cốt thì không chê được. Bây giờ chắc triển khai luôn này, nhấc nó ra xong rồi cho sang bên cái thùng xốp này, quặng cái rượu xi măng nặng nề đi. Đấy, thành đất luôn. Đấy nhé. Thế bết chậu luôn, dễ. Đất còn khá tốt các bạn, trộn khá là tốt. Tôi chắc là tôi không cậy là đất còn khá là tốt. Thank you.
Rồi. Thế đâu. Đã cho lên chỗ thùng xốp không ạ? Thì bác này chắc bác mới thay đất sang cái chậu này thôi. Cái đất này là rất là đang rất là tốt, có cả phân lợn liếc rất là đầy đủ, phân lợn trấu rồi một số cái mùn gọi là nó đất thịt nữa, rất là tốt. Thì em dùng luôn cái đất này rất là tốt đấy, còn vẫn còn phân lợn cơ mà đấy, vitamin ủn ỉn đấy. Cơ bản là không làm cái gì cả, chỉ nhấc sang đây xem cái bệ nó có ok không. Thực tế là nó rất ổn, rất ổn. Một cây rất là tương lai, là tuổi thì nó cũng không non lắm đâu các bạn, không phải là non đâu nhé. Thì phần trên này này thì tay cành thì non thì đúng rồi, chứ phần thân thì nó không non đâu đấy. Định quánh vật cây này lúc nhưng mà cũng chẳng có gì mà để làm, là phải khoe vì nó ổn rồi, cốt kép nó ổn rồi, cốt chậu hết rồi đấy. Không có việc gì phải làm nữa, không có nhiều việc phải làm. Ok, sau bẻ cái ngọn ra đây thì đúng tâm này, thế là xong. Hai tay một ngọn đấy, nuôi to, cố gắng nuôi to. Cứ vội cắt thì cây này thì chưa cắt được, cành còn non, to là một chuyện nhưng còn non chưa cắt được. Cảm ơn các bác nhé.